Bộ Chỉ huy lực lượng Nga đã ra lệnh tăng cường các hoạt động tấn công cơ giới ở Ukraine để đạt được thành công về mặt chiến thuật trước khi bụt lầy xuất hiện vào mùa đông. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ước tính rằng cuộc tấn công của Nga ở Donetsk Oblast có khả năng đạt đến được đỉnh điểm trong những tháng tới. Các nhà phân tích đưa tin rằng Bộ Chỉ huy quân đội Nga có thể đã chỉ đạo lực lượng của họ thực hiện các cuộc tấn công cơ giới với tốc độ tương đối cao ở Ukraine nhằm đạt được những thành quả chiến thuật đáng kể trước khi điều kiện lầy lội của mùa thu cản trở mọi hoạt động di chuyển của xe bọc thép. Thời tiết xấu đi vào cuối năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025 dự kiến sẽ làm phức tạp thêm các cuộc diễn tập cơ giới và bộ binh. Tuy nhiên, lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng duy trì sức ép tấn công ở phía đông Ukraine bất chấp những thách thức này. Vào ngày 8 tháng 10, người phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Ruslan Mushchuk báo cáo rằng lực lượng Nga đang tăng cường sử dụng xe bọc thép, đặc biệt là ở các khu vực Kharkov và Pokrov để tận dụng điều kiện đường xá và địa hình khô ráo trước khi những cơn mưa theo mùa biến mặt đất thành bùn. Kể từ cuối tháng 7 năm 2024, lực lượng Nga đã thực hiện một số lượng lớn các cuộc tấn công cơ giới ở phía tây tỉnh Donetsk, với ít nhất 4 cuộc tấn công quy mô tiểu đoàn được quan sát thấy ở phía đông Ukraine kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2024. Ngoài ra, lực lượng Nga đã nối lại các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn dọc theo tuyến Kupyansk-Svatove-Kreminna kể từ cuối tháng 9 năm 2024. Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể sẽ tìm cách tăng cường các cuộc tấn công cơ giới này để cho phép lực lượng của họ tiến qua các cánh đồng trống và thiết lập chỗ đứng tại các khu định cư tiền tuyến. Sau đó, họ có thể sử dụng chúng để tiến hành các hoạt động tiếp theo nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng như chiếm khu Zakov hoặc Pokrov, cả hai đều ở phía tây của tỉnh Donetsk. Quân đội Nga đã dựa vào các đơn vị bộ binh nhỏ để di chuyển từ khu định cư này sang khu định cư khác, sử dụng các rào chắn gió ở các cánh đồng trống, đặc biệt là trên mặt trận Pokrov. Lực lượng Nga khó có thể dừng các hoạt động tấn công trong mùa bùn lầy và mùa thu, mặc dù thời tiết bất lợi có thể làm giảm hiệu quả của bộ binh. Các nhà phân tích chỉ ra rằng vào mùa thu năm 2023, bất chấp những điều kiện đầy thách thức đối với các cuộc tấn công cơ giới, lực lượng Nga đã nỗ lực quyết tâm giành lại thế chủ động trên toàn chiến trường và có thể cố gắng duy trì thế chủ động này vào mùa thu bằng cách tiếp tục gây sức ép tấn công, ổn định trong những điều kiện tương tự. Lực lượng Nga đã làm cạn kiệt nhiều nguồn dự trữ mà họ đã chuẩn bị cho cuộc tấn công tăng cường vào mùa hè năm 2024, tập trung chủ yếu vào tỉnh Donetsk, và ISW tiếp tục đánh giá rằng cuộc tấn công đang diễn ra của Nga có khả năng sẽ lên đến đỉnh điểm trong vài tháng tới. Thời tiết xấu hạn chế khả năng cơ động trên chiến trường có thể sẽ đẩy nhanh quá trình này, nhưng không nhất thiết sẽ chấm dứt các hành động tấn công liên tục của Nga ở miền đông Ukraine vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025. Lực lượng Nga có thành tích chiến đấu vượt qua các điểm cao nhất và tiếp tục hoạt động bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã cảnh báo rằng phản ứng của nước này trước cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran sẽ là gây chết người và bất ngờ. Lực lượng Israel tiếp tục một chiến dịch quy mô lớn ở phía bắc Gaza và phát động một cuộc tấn công trên bộ ở Liban chống lại các chiến binh Hezbollah. Cuộc tấn công của chúng ta sẽ gây chết người, chính xác và trên hết là gây bất ngờ. Họ sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và như thế nào. Họ sẽ thấy kết quả. Bất kỳ ai tấn công chúng ta sẽ bị tổn hại và phải trả giá, Bộ trưởng Quốc phòng Gallant nói với quân đội. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc nói chuyện đầu tiên sau 7 tuần. Một thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, cuộc thảo luận đã đề cập đến các kế hoạch của Israel để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã được giảm nhẹ nhờ sự giúp đỡ của Mỹ. Tổng thống Mỹ Biden đã phản đối một cuộc tấn công trả đũa vào các địa điểm hạt nhân của Iran, mặc dù Israel dường như đã sẵn sàng hành động. Mới đây, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa hôm ngày 9 tháng 10, khiến 2 người thiệt mạng tại Kirias Mona, miền Bắc Israel. Quyền thị trưởng của thị trấn cho biết các nạn nhân là một cặp đôi đang dắt chó đi dạo. Lực lượng Israel cũng đã chiến đấu tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza, nơi đã chứng kiến nhiều cuộc hành quân. Hàng ngàn cư dân vẫn bị mắc kẹt khi máy bay không người lái và máy bay phản lực của Israel bay lượn. Giống như địa ngục vậy, chúng tôi không thể thoát ra được. Mohamed Aouda, người sống cùng gia đình, cho biết ba thi thể nằm trên phố bên ngoài nhà anh, nhưng giao tranh đã ngăn cản việc thu hồi những thi thể này. Bộ Y tế Gaza cho biết 40 thi thể đã được tìm thấy ở Jabalia và 14 thi thể khác đã được tìm thấy ở các khu vực phía Bắc khác. Người dân Bắc Gaza lo sợ Israel có ý định làm mất dân số ở khu vực này và biến nó thành một khu vực quân sự. Israel đã chặn hầu hết các con đường ngoại trừ một con đường dẫn về phía nam từ Jabalia. Người dân ở đây nói rõ rằng họ sẽ chết ở đây, ở phía Bắc Gaza và sẽ không đi đến phía nam Gaza. Ahmed Kama nói. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Gaza đang sụp đổ. Fadel Neem, giám đốc bệnh viện Al-Ali cho biết cơ sở của ông đã quá tải. Chúng tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp, hoãn các ca phẫu thuật theo lịch trình và cho xuất viện những bệnh nhân có tình trạng ổn định. Ông nói, Liên Hợp Quốc báo cáo không có viện trợ nhân đạo nào đến được miền Bắc Gaza kể từ ngày 1 tháng 10. Trước diễn biến căng thẳng, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo rằng Liban có thể gặp phải số phận tương tự như Gaza nếu người dân không nổi dậy chống lại Hezbollah. Các cuộc không kích gần đây của Israel tại Liban đã nhắm vào các vị trí của Hezbollah, giết chết các nhà lãnh đạo cấp cao. Cuộc tấn công của Israel diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng và dẫn đến việc bắt giữ 250 con tin. Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ đó, phản ứng quân sự của Israel đã giết chết hơn 42.000 người Palestine và khiến gần 90% dân số Gaza phải di rời. Giới chức Liban cho biết ít nhất 22 người chết trong cuộc không kích của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut tối ngày 10 tháng 10, đánh dấu đòn tập kích đẫm máu nhất của Israel vào thủ đô của quốc gia láng giềng kể từ đầu chiến sự. Theo Bộ Y tế Liban, ngoài 22 người được xác nhận thiệt mạng, có ít nhất 117 người bị thương trong cuộc không kích của Israel, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Y tế Liban không cho biết có bao nhiêu dân thường nằm trong số những người bị chết và bị thương trong cuộc tấn công. Hãng thông tấn quốc gia Liban nêu rõ, Israel đã tiến hành tấn công vào Beirut nhằm vào một tòa nhà gần khu phức hợp Khatam al-Amilia ở Noweri và một vụ khác ở Ras al Naba gần tòa nhà al-Amilia. Theo thông tin ban đầu, tại quận Basta, nơi cư dân chủ yếu là người Hồi giáo Sunni và Shiite, hai tòa nhà cũ 4 tầng bị sập. Dự báo thương vong có thể tăng lên do các nhân chứng nói với CNN rằng bom rơi trúng một tòa nhà khi có rất nhiều người ở trong đó, bao gồm cả cư dân và những người di tản từ nơi khác đến do xung đột. Israel liên tục tấn công khu vực ngoại ô phía nam Beirut, thành trì của Hezbollah trong 2 tuần qua. Cuộc tấn công tối ngày 10 tháng 10 là lần thứ 3 trung tâm thành phố bị nhắm mục tiêu. Theo hãng tin Al Jazeera, cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở trung tâm thủ đô Beirut, nơi bị Israel tấn công khi các bệnh viện xung quanh đều thông báo quá tải, người dân chạy trốn, la hét và bị thương. Đây là nơi có khoảng 700.000 người di cư từ những vùng ngoại ô thủ đô, vốn chịu các cuộc tấn công liên tục của Israel đến trú ẩn. Truyền thông khu vực đánh giá cuộc tập kích tối ngày 10 tháng 10 là đợt không kích đẫm máu nhất của quân đội Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Liban kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công mũi tên phương Bắc vào quốc gia láng giềng sáng sớm ngày 23 tháng 9, cũng như kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah cách đây hơn 1 năm. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết cuộc không kích vào nội đô Beirut tối qua là nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah với tên gọi Qafis Safa. Tuy nhiên, hiệu quả của đòn tập kích chưa được khẳng định và nhiều khả năng quan chức Hezbollah đã sống sót. Bên cạnh đó, IDF cũng xác nhận lực lượng Hezbollah hôm ngày 10 tháng 10 tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực phía bắc Israel. Cuộc tập kích dữ dội nhất diễn ra vào chiều qua với khoảng 50 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban nhưng không gây thương vong.